cứ sụp 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 ấy. Rồi em nhìn thấy không nào, nhìn thấy cái slide mới chưa? Em nhìn thấy cái gì? Nhìn thấy cái gì nào? Chữ đọc nào, nó đọc nha, đọc thôi. Như chữ thảm họa hay như chữ đằng trước là gì? Sao nó nhỏ thế? Nó cứ lúc nhỏ lúc to ấy nhỉ? Disaster. Disaster, đúng rồi. Nào, đọc cho anh câu này nào. The town was declared. They don't declare. Declare. Nhé. Declare. Declare to say or state, tuyên bố nhá. Declare the disaster area after the flood. Floods. Floods. Câu này nghĩa là gì? Thị trấn được. Được cái gì đấy? Was declared là được được báo cáo hay được tuyên bố, được chưa? Tuyên bố một thảm họa, một khu vực thảm họa sau ngập lụt. À, sau trận lũ lụt, đúng rồi. Ở đây không phải là được tuyên bố một cái gì đấy mà là được thông báo hay được tuyên bố, được chưa? Hay được cho rằng, được nói rằng là một cái khu vực thảm họa. Được chưa? Tức là một cái khu vực thảm họa sau trận lũ lụt. Cái thị trấn này này, không phải thị trấn không mà the town, tức là cái thị trấn này được, đã được, đúng không? Đã được tuyên bố là một I was declared, bị động như này, đúng không? Là một cái thảm họa, một cái khu vực thảm họa sau cái trận lụt. Được chưa? Được chưa? Sau những cái trận là lũ lụt, những cái trận lụt nhá, không phải là một trận lụt không mà những trận lụt, floods có SC. Ok nhá, tiếp nhá. Hiểu câu này chưa nhỉ? Được tuyên bố rằng nhá, được tuyên bố là nhá. Được chưa? Rồi, câu tiếp theo nhá. Nào, câu này nghe gì, đọc câu đấy nào. Happen. Ừ, tiếp đi. I was curious. I was curious to know what would happen next. Okay, what would happen next? Câu này nghĩa gì? Tôi curious. Curious, tức là tò mò, đúng không? Tò mò, muốn biết, curious, đây này. Having a desire to learn or know more about something or someone. Desire, having a desire, tức là một cái sự khát khao, đúng không? Để biết, học hoặc là biết về more, biết nhiều hơn, thì có một cái sự tò mò, đúng không? Được chưa? Thì I was curious to know what would happen next, là tôi đã rất là tò mò, đúng không? Đã tò mò sao? Curious to know, để biết thì những gì, để biết những gì, những điều mà sẽ xảy ra tiếp theo, đúng không? Happen next. Được chưa? Tôi đã tò mò muốn biết, đúng không? Tò mò biết những điều mà sẽ, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Next. Ok. Hiểu chưa nào? Rồi, câu tiếp theo. Typhoon. Lại typhoon rồi. Hai cơ mà. Hai cơ mà. Typhoon, đúng không? Typhoon. The village was hit by a typhoon. Rồi, the village was hit by a typhoon, có nghĩa gì? Ngôi làng bị thổi bởi một cơn lốc xoáy. Từ hit không nghĩa là thổi, mà từ hit này là nghĩa là
bị đánh đúng không, hoặc là bị tàn phá, hit có nhiều nghĩa nhưng mà tóm lại là bị gây hại, hit đánh hoặc tàn phá này nha. Không ai mà vui làm bị thổi một cơn bão cả đúng không, mua làm bị tàn phá chưa. Giờ tiếp nào. Tropical storm. She exits into the tropical Hơi nhỏ nhỉ, hơi nhỏ nhỉ. Được chưa? Rõ chưa? storm. She oh. She exists, tồn tại đúng không? Exists into the tropical storm. Cô ấy đã sống sót đúng không? Exists into trong một cơn, Tropical bão nhiệt storm. đới. Ok, tiếp theo. Terrible. Terrible rồi. Had a terrible dream last I had a terrible dream last night. Okay, last night. Okay, câu này nghĩa là gì? Tôi đã có một giấc mơ khủng khiếp tối qua. À, tôi có một cái giấc mơ rất là khủng khiếp tối hôm qua đúng không? Terrible dream, tôi mới khủng khiếp last night, tối qua rồi. Ok, tiếp. Serve. Server. Lại server rồi. Gì đây? Serve. Severe, đúng không? Severe. Severe. A severe snowstorm rock Ừ. railroad roads. A snowstorm rocked up up railroad. Severe snowstorm biết rồi, blocked up railroads là gì nhỉ? Railroad. Railroad nghĩa là gì? Railroad là gì đây? A system of tracks on which trains travel. Câu này nghĩa là gì? Đường dây. Đường dây, railroads. Ok, a severe snowstorm là cái gì đây? Một trận bão tuyết nghiêm trọng Đúng rồi. đã phủ kín Blocked là khóa đúng không? Chắn đúng không? đúng Đó, rồi. chặn đúng không? Blocked là mình đoán nó chặn một cái những cái đường dây đúng không? Khóa kiểu đấy, blocked up. Kiểu 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 khóa khóa đúng không, khóa những cái đường dây tàu hỏa. Thì mình trước khi mình tra thì mình sẽ đoán là đấy, tức là nó sẽ làm, tóm lại là nó gây cản trở cho một cái đường dây tàu hỏa đúng không, những cái đường dây tàu hỏa. Được chưa, tiếp nhá. Injured. Injured. Ok. Từ nào còn gì đây? Injured her. She injured her. Not spine, spine. Sống lưng nhá, spine, sống lưng nhá. A row of connect bones down the middle, the back. Được chưa? Middle of the back.
ở giữa lưng đúng không? Connect bones down the middle of the back. Okay. Những cái xương kết nối với nhau dọc theo đúng không? Dọc xuống giữa của cả lưng, the back, backbone. Yeah. Sống lưng, spine, spine. Yeah. Spine. Chưa nhỉ? She injured her spine in a riding accident. Đọc lại nào. She injured her spine in a riding accident. Rồi, riding accident là gì đây? Riding accident tức là đấy, vụ tai nạn đúng không? Tai nạn về xe đúng không? Đi xe đúng không? Riding, lái xe đúng không? She injured, bị thương cái sống lưng đúng không? Trong một cái vụ tai nạn. In a riding accident, trong cái vụ tai nạn mà lái xe. Được chưa nào? Tiếp nha. Từ bên dưới nào. Injury, rồi, ok. Ok, có định nghĩa gì? Biết a knee là gì nào? A knee. Không biết. A knee mà không biết. A knee là một cái đầu gối nhá, cái đầu gối của mình ấy. Được chưa? Cái đầu gối của mình ấy. Yeah, the joint that bends at the middle of your leg. Yeah, at the middle of your leg là ở giữa chân này. Middle là ở giữa cái gì đó. Middle of your leg là ở giữa cái chân của mình, đúng không? Được chưa? Được chưa? Một cái khớp nối, joint là một cái điểm nối mà bends nằm ở giữa cái chân của mình, đúng không? Từ bends không nhớ lắm. Từ bends tức là nằm ở hình như là từ bend là cái gì nhỉ? Xem lại cái từ bend một chút. Căng, cong cong, đúng rồi, cong. Bend cái là cái điểm cong mà có thể gặp lại được, đấy, có thể gặp lại được. The joint that bends at the middle of your leg, đúng không? Là cái giữa chân của mình, cái đầu gối, đúng không? À, này, câu dưới là đọc cái gì đây? I fell. Đọc nào, đọc anh câu này nào, đọc nhanh nào. And hurt my knee. Đúng rồi, cái này có là từ gì đây? A knee injury là gì? Một cái vết thương ở đầu gối đúng không? Đã forced là gì đây? Đã khiến cho cô ấy đúng không? Ép cho cô ấy, ép buộc hoặc là khiến cho cô ấy, forced là ép đúng không? Được chưa? Áp lực cho cô ấy là to withdraw from the competition. From the competition là một cái vết thương đầu gối thì sao? Đã khiến cho cô ấy phải withdraw mang nghĩa là rút khỏi nhá, rút khỏi nhá. Được chưa? Thế này, to stop participating này, dừng cái việc tham gia ở something, ở cái gì đó này. Đấy, tức là dừng lại cái việc tham gia ở trong một cái gì đó. Được chưa? Students can withdraw from a class anytime until the last week of the semester, đúng không? Semester. Đây này. Câu này, the injury forced him to withdraw from the tournament này, from cái tournament này, cái chuyến du lịch này. Đấy, tức là cái vết thương đã khiến cho anh ta phải dừng lại, không tham gia nữa. Đấy. Dừng lại, không tham gia nữa, đúng không? Đấy, withdraw from the competition là cái cuộc thi nhá. Thì giờ đọc lại cái câu này hiểu hết chưa nào? Rồi. Đọc lại nào. A knee injury forced her
withdraw from the competition. Competition, rồi ok, câu tiếp theo. Report. Rồi, tiếp. You better cut your report to 5 pages. Câu này nghĩa gì? Tốt hơn gì nhỉ? Từ should, từ cái chữ D này, cái D dấu phẩy này, tức là cái từ should viết tắt nhá, should better, tức là nên, you should better. Câu này là một cụm mà mang nghĩa là nên nhá, hoặc là tốt hơn hết, được chưa? Là tốt là nên, dịch là nên. Bạn nên, tức là một lời khuyên đấy. Cut your report to 5 pages. Tức là pages nhá, không phải là page không, mà là pages. Cái S này là pages. Câu này nghĩa là gì nhỉ? Nhanh nào. Ê à quá, nhanh lên. Báo cáo của bạn. Ừ. Bạn nên. Năm gì? Năm trang. Năm trang, rồi ok. Bạn nên đúng không? Chia hoặc là cắt ra cái báo cáo của bạn ấy thành 5 trang. 2-5 pages nhá. Đọc lại cho anh câu đấy nhanh. You better cut your report to 5 pages. Pages nhá, hai âm đấy. Pages, not page. Pages nhá. Tiếp nào. Nhanh nào. Tốc độ lên. Property. Property, rồi. Câu này. He stood. Inherit tức là receive money from someone when that person dies. Được chưa? Receive money or a property from someone when that person dies. Tức là như nào? Khi họ người ta bị người chết đúng không? Dies tức là chết đúng không? Nhận tiền hoặc là tài sản from này này, money or property này, from someone từ ai đó when that person dies, khi mà cái người đó chết. Được chưa? Từ đây là gì nhỉ? Inherit nhá, đọc lại cho anh câu này. To inherit property or five million pounds, đúng không? Pounds, tiền của anh nhá. He stood to, stood tức là đứng ra nhá, stand đấy, đứng ra, đứng lên hoặc đứng ra, to inherit property, cái tài sản mà trị giá, worth là trị giá 5 million, 5 triệu đúng không? 5 triệu pounds, 5 triệu tiền rất là lớn đấy, đúng không? Đứng ra nhận, thừa kế đúng không? Thừa kế và nhận, receive money từ những người đã chết, từ thừa kế, từ người mà đã chết rồi. Property worth 5 million pounds, ok? Đọc lại cười cho anh nào. Đọc lại nào. Again. Rồi, ok, câu tiếp theo. Destroy. Đọc mẫu luôn. Destroy. The beast in her wanted to destroy his house. Có nghĩa gì nào? Do you understand that? Quái vật, đúng rồi. In her tức là gì? Trong cô ấy, đúng không? Trong cô ấy. Nhanh nào, wanted to. Con quái vật trong cô ấy muốn phá hủy nhà của anh ấy. Đúng rồi, nhà của ông ta, đúng rồi, ok. Tiếp.
flood. Flood. Not flood, flood. Flood. Tiếp, the. The flood swept away many houses. Many. House. A many home. Homes. Có nghĩa gì nhanh? Lũ lụt đã quét hết nhà cửa. Rất nhiều cái ngôi nhà đúng không? Homes đúng không? Nhiều ngôi nhà. Tức là ở đây từ homes có nghĩa là không có nghĩa là nhà, còn có nghĩa là gia đình nữa. Tức là quét hết rất nhiều gia đình đúng không? Tức là phá hoại rất nhiều gia đình. Swept away. Hay là cuốn trôi. Swept, quét đúng không? Cuốn trôi. Swept. Ok, tiếp. Next. Homeless. Vô gia cư. Rồi tiếp nào. My. My hurt. My gì? My heart. My heart. Rồi. Act. Hay là act. Act. Đúng rồi, từ act này đọc là âm K nhé. CH đọc thành K, đặc biệt đấy. Headache. Đừng có headache trong hai. Headache cả mà là headache. Thì đó là act. Bởi có ED đó là act nhé. Act, act. For the ache, sorry, ache, headache mà sao đọc ache? Ache, nhá, ache, ache. Đây này cái từ đó này, ache, a rồi đến e này, a c h e này thì cái chữ a này giống như trong cái từ, giống trong cái các cái từ mà có chữ a rồi đến e, ấy. Late đúng không? Safe thì đây là ache, không là ache đâu, đọc nhầm đó. Ached, my heart ached, ached, âm a, ached. For the saving homeless children. For the starving, starving, starving and đói, rất là đói, cực kỳ đói. Starving, starving. Homeless, children. Đọc cả câu lại nào, again nào, my. My heart ached. My heart rồi. My heart ached. My heart ached for the saving homeless. Starving, children. Starving, âm R này, không đọc stay, starving. Starve. R, starving, nhá, yeah? Starve. Starve. Starve, được chưa? Lại nào, my heart. My heart ached for the starving homeless children. Lại starving rồi. Starving. Starving là đói, còn starving là cái từ khác nhá. Starving. Câu này nghĩa gì? Ached tức là gì đây? Headache tức là gì? Headache, headache. Đau đau đúng rồi, đau đầu đúng không? Headache là đau đầu đây là. My heart ached for the starving homeless children. Homeless children là những đứa trẻ. Những đứa trẻ nhé, children là những đứa trẻ nhé. Còn child là một đứa trẻ, còn children là những đứa trẻ vô gia ta cư mà đói, đói kém đúng không? Được chưa? Đói khát đúng không? Starving, đói khát, đói kém, đói khát. Nhá. Chưa nào? Tiếp nào? Sao nhỏ vậy? Awful. Sao anh nghe của Thảo nó cứ càng ngày càng nhỏ Thảo ạ? Awful. À, sao nó nhỏ thế? I feel awful about forgetting her birthday. Rồi, con này nghĩa gì? Nhanh. Tôi cảm thấy kinh khủng về quên. Về việc quên sinh nhật cô ấy. Ừ, tôi cảm thấy rất là kinh khủng đúng không? Bởi vì hay là về cái việc của quên cái sinh nhật của cô ấy, của bà ấy, của cô ấy đúng không? Rồi, ok, kinh khủng, awful, I feel awful about. Rồi tiếp. Technology. Technology, ok, tiếp nào. New technology has rendered. Đúng rồi, has rendered. Render. Render, yeah, render the cause, bằng cái cause này, to cause or to be in a specified condition, yeah. Rendered my old computer obsolete. Obsolete.
Obsolete. Okay, obsolete. Obsolete. Từ này hơi đặc biệt. Obsolete là một tính từ, adjective, no longer used. No longer used là không còn được sử dụng. Because something newer exists. Được chưa? Không còn được sử dụng. No longer used because something newer exists. Các bạn tranh câu này nào. Lại nào. No longer. Công nghệ mới có. Có gì? Đã khiến cho đúng không? To cause đây. Trong một cái tình trạng gì đó đây này. Cái từ render là một từ đặc biệt, từ nó cũng không nghĩ là mấy gặp. Từ render là một cái từ gây ra, khiến cho cái old computer, có thể để anh dịch cho cái new technology, cái công nghệ mới đúng không, đã has render này, tức là đã này, đã khiến cho, đã gây cho my old computer, cái máy tính cũ của tôi obsolete, tức là no longer used. Because something newer exists, tức là không còn được sử dụng bởi vì cái thứ khác nó mới hơn. Được chưa? Tức là trở nên lỗi thời, tức là chúng ta hiểu là lỗi thời nhá, tức là hơi khó. Obsolete, tức là không còn được sử dụng bởi vì cái gì đó nó mới hơn đã tồn tại. Tức là cái đồ mà đã không còn được sử dụng nữa thì bỏ đi đấy. Được chưa? Lỗi thời là bỏ đi rồi. Đấy, thì cái công nghệ mới đã khiến cho cái máy tính cũ của tôi trở nên là bỏ đi. Được chưa? Obsolete, hoặc lỗi thời rồi, không còn được sử dụng nữa. Được chưa nào? Ok, hiểu được không? Ok, nào tiếp nào. Buying a house at a dream. Buying a house is the best hedge. Đúng rồi. Inflation là lạm phát nha, lạm phát. Em hiểu từ lạm phát là gì không? Inflation. Không hiểu không? Không hiểu. Ok. Thế này. A continual increase. Increase là sự tăng lên. Decrease là sự giảm. Increase là một cái sự tăng lên liên tục, continual nha. In the price of goods. Price of goods tức là gì? Price of goods tức là, từ goods này không phải là hiểu là tốt đâu, mà từ goods này là gì? Có goods, có S này, goods, có SC này là nó là cái ý nghĩa là hàng hóa nhá. Tăng lên cái giá của hàng hóa and services và những cái dịch vụ. Được chưa? Lạm phát là sự tăng giá liên tục. Được chưa? Những cái mặt hàng nó vẫn như vậy, ví dụ như là lạm phát tức là gì? Một cái đồng hồ đeo tay chẳng hạn có giá là 2.000 đồng. Đúng không? Nhưng mà sau một năm nó lên giá 5.000, đúng không? Mặc dù là vẫn là cái đồng hồ đeo tay đấy. Được không? Thì giá nó tăng rất là cao thì gọi là lạm phát, được chưa? Gọi là inflation. Em hiểu không? Sự tăng lên rất là cao, đấy, tức là bố mẹ hay kêu là tiền cái gì cũng tăng chẳng hạn, đúng không? Thì đó gọi là lạm phát đấy, được chưa? Lạm phát là khi mà giá trị của nó giữ nguyên nhưng mà cái giá tiền thì rất là cao. Được chưa? Giá tiền rất là cao. Cái giá trị cũ của nó vẫn còn nguyên đấy nhưng mà giá trị thì rất là cao, càng ngày càng cao. Và người ta phải lao động rất là vất vả, đúng không? Ví dụ như là một cái đồng hồ, à một cái chẳng hạn như là một cái kẹo chẳng hạn, thì phải đổi lấy bằng một cái, ngày trước thì đổi lấy bằng một cái bút, nhưng bây giờ cái kẹo lại tăng giá lên, đúng không? Lạm phát thì lại đổi hai cái bút đấy, thì nó là sự lạm phát và inflation. Được chưa? Còn cái từ hedge. Từ hedge là gì đây? Thế này, có từ hedge again to protect yourself from something. Được chưa? Là cái sự bảo đảm. Được chưa? Protect yourself. Bảo vệ. Bảo vệ gì đó, đúng không? A hedge. Đấy, mua một cái ngôi nhà là cái sự bảo đảm tốt nhất, được chưa? Sự bảo vệ tốt nhất khỏi
cái sự inflation, lạm phát. Đấy, thấy chưa? Tức là cái nhà nó vẫn còn cố định ở đấy, giá trị nó vẫn như thế. Dù có tăng lên thì cái nhà nó cũng sẽ tăng theo, kiểu kiểu như thế, đúng không? Đấy, mua một cái ngôi nhà để cho giá trị nhà nó tăng lên. Đấy, thấy chưa? Rồi, con này hiểu không? Được chưa nhỉ? Đâu rồi? Sao anh không nghe thấy? Sao của em bên điện thoại em đang dùng tai nghe hay dùng nói không ấy? Dùng tai nghe à? Ừ, nhưng mà sao nó cứ xèo 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 ấy nhỉ? Không biết. Rồi, ok. Mình sẽ học thêm hai từ nữa nhá. Hai câu nữa liên quan đến những cái từ đấy. Thế học này là khá nhiều đấy, học rất nhiều từ luôn. Được chưa? Học thêm hai cái nữa. Nào. Từ này nào. Rescue nhá, rescue. 21. Rescue. Rescue. Rescue nhá, rescue. Có đọc cái câu này nào. The firefighter broke into the house to the rescue the old. The old, the old, những người già nhá, the old, những người già trong dịch là gì đây? Broke into the house, đột nhập vào ngôi nhà. Broke into, đột nhập vào. Broke into. Vào ngôi nhà. Ừ. Cứu những người già đúng không? Đấy, những lính cứu hỏa thì đột nhập vào, broke into hay là phá, đúng không? Đột nhập vào. Đấy. To rescue the old. Ok, tiếp theo nào. Trap, ok. Câu này nghĩa gì? Ông ấy đã sử dụng vài miếng phô mai để bẫy. Con gì thích ăn phô mai nhỉ? Hả? Cái gì cơ? Em không nghe thấy. Con chuột, nó to lên, nó bé thế. Nói to lên nào. Sao anh nghe nó cứ xèo xèo, nó cứ là chập chờn đấy. Thôi rồi, hôm nay mình sẽ học đến đây thôi nhá, từ trap nhá. Chị nhỉ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ô, đâu rồi? Nhiều đấy, nha. Rồi, ok. Mình hôm nay mình sẽ học ở đây. Còn cái tài liệu này thì anh sẽ gửi cho Thảo để đọc ở nhà nhá. Được chưa nào? Thảo thấy nào, nhá. Đâu rồi? Ừ. Hôm nay học thế nào? Hôm nay em học thế nào? Em nói to lên anh không nghe rõ. Nó to rồi nhưng sao anh cứ thấy nó nhỏ nhỏ nhỉ? Nghe rất nhỏ. Em rút cái tai nghe xem nào. Nghe nói đi xem nào. Dạ. Đấy. Nghe rất rõ luôn. Vâng. Nên để không cần tai nghe đâu. Của em không cần tai nghe đâu. Hôm nay học thế nào? Học bình thường à. Bình thường. Có đọc được nhiều từ không? Có. Học được nhiều từ mới không? Có. À, thế học như này có khác với cả học ở trên hiệu trường không? Có. Em thấy học ở đây học như anh đang dạy em nó có tiếp thu được dễ hơn so với trên trường không? Có. Ok, thế những câu đọc xong có cảm thấy là nó mình hiểu cái câu đấy không? Có. À, thế bài giảng của anh có hay không? Có. Có ạ. Thế bây giờ về nhà anh sẽ giao cho Thảo là em sẽ bên cạnh hôm nay là đọc rồi nhá, nhưng mà về nhà sẽ cần phải luyện tập lại những cái câu này nhá, những câu và những từ này nhá.
Anh đã gửi gửi cái câu và từ này cho để về nhà tập mà đọc này rồi tập viết này nhá. Viết thì đã có cái phần mềm công cụ ở trên điện thoại rồi nên là không phải lo lắng gì cả, được không? Những câu này có dễ hiểu không? Có. Ok, có hình dung được những câu này, học đọc xong những câu này có thấy là cái từ nó dễ không? Có. Chẳng hạn như là a severe snowstorm blocked up a railway, câu này nghĩa gì? Câu nào? Câu này. Một trận gì? Snowstorm. Snowstorm. Một trận bão đã phủ kín đường ray. Đường ray. Ok, hỏi lại một số câu thôi. A knee injury forced her to withdraw from the competition. Câu này nghĩa gì? Một vết thương đầu gối đã ảnh hưởng, đã gây cho cô ấy đã làm gì? Tiếp đi. Đã làm cô ấy phải bỏ cuộc thi. Rồi ok, thế tốt rồi đấy. Rồi, I was curious to know what would happen next. Có nghĩa gì? Tôi gì nhỉ? Tôi muốn biết, tôi tò mò muốn biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo. Rồi ok, tốt. Rồi, thế được rồi nhá. Chúng ta dừng ở đây thôi, thế là hiệu quả rồi. Nhá, vâng. Hiểu hết được cái câu ấy rồi. Rồi ok. Dừng lại đây nhá. Ok, một cái bài giảng này của anh làm rất là công phu đấy. Không phải là tự nhiên mà có như này đâu. Nhá. Vâng. Ok, thế được rồi, chúng ta nghỉ thôi. Rồi buổi sau học tiếp nhá. Bye bye. See you later.